Như vậy là hiệp 1 của cuộc so tài giữa hai đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore, trận đấu thứ hai của giải bóng đá giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh năm 2022 đã được bắt đầu. Một trận đấu mà chúng ta sẽ được xem sức mạnh tấn công thực sự của đội tuyển Singapore khi mà huấn luyện viên người Nhật Bản ông Takayuki đã tung những cầu thủ tốt nhất của mình vào sân. Trong đó đáng chú ý ngày hôm nay có sự góp mặt ngay từ đầu của hai anh em nhà Fandi, tiền đạo Issa Fandi và trung vệ Ifa Fandi, và cùng với đó là hai sự thay đổi người nữa so với đội hình xuất phát ở trận đấu trước gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đó là sự xuất hiện ngay từ đầu của tiền vệ Hajuan Halim và cầu thủ phòng ngự Ryan Seawood. Đó là bốn sự thay đổi người trong hình xuất phát ở trận đấu ngày hôm nay của đội tuyển Singapore so với trận đầu ra quân tại giải đấu gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đã phải nhận thất bại 0-4. Hôm nay thì đội hình xuất phát của Singapore vẫn tiếp tục có sự có mặt của hai cầu thủ dạn dày kinh nghiệm của đội bóng này. Đó là thủ thành Hassan Sani. Ngày hôm nay anh có trận đấu thứ 100 trong màu áo của đội tuyển quốc gia Singapore, và đội trưởng Haris Harun, người ngày hôm nay có trận khoác áo thứ 115 và cũng đang là cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu nhiều nhất trong đội hình của đội tuyển quốc gia Singapore, tính những cầu thủ thi đấu ở thời điểm hiện tại. Một bộ mặt khởi sắc hơn, với khả năng phòng ngự chắc chắn hơn và với những đợt tấn công lợi hại hơn là điều mà chúng ta kỳ vọng có thể được chứng kiến ở đội tuyển Singapore trong trận đấu này, mặc dù đối đầu với họ là đội tuyển Ấn Độ được coi là vượt trội hơn về mặt trình độ. Người thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Singapore là tiền vệ Adam Swadi. Đây là một cơ hội bóng bổng thực sự dành cho cầu thủ áo đỏ. Swadi, tình huống thực hiện treo bóng bổng quá tệ của Swadi. Vẫn là những tình huống tấn công ra biên quen thuộc của các cầu thủ Singapore. Rất hay, được truyền qua Anumathan cho Swadi. Rồi, không được. Và dứt điểm cuối cùng là của Anumathan. Bóng vẫn trong chân của Singapore. Vừa rồi là một tình huống phối hợp tấn công có nét nhưng không quá nguy hiểm của bộ đôi, đó là Anumathan và Ifa Fandi. Người đã truyền bóng vào không thành công trong tình huống vừa rồi là cầu thủ chạy cánh trái Joshua Pereira. Ngày hôm nay thì Singapore đang có một sự khởi đầu có thể nói là rất khác so với trận đấu của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Họ đang dâng cao đội hình và chủ động tấn công. Trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam thì Singapore gần như không có sự đe dọa nào về phía khung thành của Văn Lâm. Một trận đấu mà họ đã hoàn toàn chịu trận trước đội tuyển Việt Nam, vượt trội về mặt thực lực. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra sân nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta vẫn có được một chiến thắng rất thuyết phục với tỷ số 4-0. Trong đó thì những cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia như Thanh Nhân hay Khuất Văn Khang cũng đã có được những bàn thắng khá dễ dàng. Sự xuất hiện của những cầu thủ cao to như là Ifa Fandi, Issa Fandi, Haris Harun hay Ryan Seawood sẽ mang tới rất nhiều những giải pháp bóng bổng dành cho các cầu thủ Singapore ở trận này. Đường truyền vừa rồi đó là của Joshua Pereira. Và tăng tốc không thành công của Nazari, người đã băng ra để phá bóng trong chân của tiền đạo Nazari, đó là trung vệ Narendra. Vẫn đang là những giây phút khởi đầu khá tốt của các cầu thủ Singapore. Đội tuyển Ấn Độ đang có một đội hình thấp và chơi thận trọng trong những phút đầu tiên. Nazari. Hôm nay sẽ tiếp tục là một trận đấu mà Nazari lại được huấn luyện viên người Nhật Bản ông Takayuki sử dụng ở vị trí tiền vệ công. Trận đấu trước thì anh là cầu thủ thi đấu ở mức thang điểm trung bình trong số những cầu thủ được ra sân của đội tuyển Singapore. Ở giải đấu này thì mỗi đội sẽ có quyền tối đa thay đổi 5 cầu thủ. Và trận đấu trước thì cả đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Singapore đều sử dụng hết 6 quyền thay đổi người của mình.
Đó là những thử nghiệm rất cần thiết đối với các đội tuyển trong một giải giao hữu dịp FIFA Days. Một giải đấu mà cả đội tuyển Singapore, đội tuyển Ấn Độ và đặc biệt là đội tuyển Việt Nam chúng ta đang cố gắng trẻ hóa đội hình, tìm ra những nhân tố mới để tạo nên một bước đệm trong quá trình chuyển giao thế hệ, xen kẽ giữa những cầu thủ đã kinh nghiệm và nhiều năm gắn bó trong thành phần đội tuyển quốc gia và những cầu thủ trẻ, những nhân tố mới để có thể tạo ra sự kế thừa. Một pha tấn công ấn tượng nữa của các cầu thủ Singapore. Rất tiếc cho pha dứt điểm cuối cùng của Ryan Stewart. Vừa rồi là một tình huống cắm sâu xuống đáy biên rất nguy hiểm của Adam Swandy. Đây là câu trả lời của đội tuyển Ấn Độ. Chetri không thể đưa bóng để tìm khoảng trống và dứt điểm bằng chân trái. Cầu thủ ghi bàn tốt nhất trong lịch sử bóng đá Ấn Độ chỉ có chiều cao 1m70 thôi, khá khiêm tốn. Cơ hội. Cú dứt điểm cuối cùng là của một tiền đạo khác, người sẽ đã gặp tiền đạo cùng với Chetri ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đó là Clislon Colaco. Clislon Colaco năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1m78 và đây đang là trận đấu thứ 13 của anh cho đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Anh chưa ghi được bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia. Pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên của các cầu thủ Ấn Độ trong trận đấu này. Chắc chắn là chúng ta muốn chứng kiến nhiều hơn những tình huống phối hợp tấn công của đội bóng đánh giá cao tại giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh. Một đội bóng luôn tạo ra được những ấn tượng ở khu vực Nam Á và cũng là đội bóng đã giành chức vô địch Nam Á năm 2021 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Igor Stimac. Ấn Độ cũng là đội bóng đến Thành phố Hồ Chí Minh muộn nhất. Họ đến muộn hơn so với đội tuyển Singapore và cũng là đội bóng tổ chức họp báo cuối cùng một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo. Và trong cuộc họp báo thì huấn luyện viên Igor Stimac của đội tuyển Ấn Độ cũng đã đặt ra quyết tâm rất cao là giành chức vô địch tại giải đấu này. Mặc dù ông cho rằng đội hình của đội tuyển Ấn Độ không phải là đội hình mạnh nhất mà là một đội hình chuyển giao thế hệ với nhiều cầu thủ trẻ. Đây là Ryan Stewart, người đã có tình huống đệm lòng không trúng bóng sau nỗ lực đi bóng xuống đáy biên và nhả bóng ngược trở lại rất lợi hại của Adam Swandy. Vẫn chưa có gì thực sự nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn kỳ cựu Gurpreet Sandhu. Colaco đã không thể vượt qua được hậu vệ của đội tuyển Singapore, đó là Joshua Pereira. Được chuyền của Sahiran. Anumathan là một cầu thủ có thể hình rất cao to và dày mình, nhưng cũng là cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ khá tốt. Pereira đá phạt cho đội tuyển Singapore. Người đã bị trọng tài thổi phạt trong pha tranh cướp bóng vừa rồi đó là tiền vệ Kurunian, tiền vệ cánh phải của đội tuyển Ấn Độ. Singapore vẫn đang trung thành với lối đá giãn biên. Họ thực hiện nhiều những tình huống đưa bóng ra hai biên, đặc biệt là bên phía cánh phải. Nhưng thay vì những tình huống tạt bổng như truyền thống của đội tuyển quốc gia này thì họ thực hiện khá nhiều những tình huống tầm thấp và thậm chí là những pha bóng đi đến tận đáy biên và truyền ngược trở lại cho các đồng đội của mình. Thế trận lúc này vẫn đang nhỉnh hơn một chút nhưng về phía các cầu thủ Singapore, họ đang quyết tâm cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác so với trận thua 0-4 trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đội tuyển Ấn Độ sang Việt Nam muộn hơn và cũng có ít thời gian hơn để thích nghi với điều kiện sân bãi và khí hậu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và huấn luyện viên Igor Stimac cũng nói rằng thể lực cũng là một vấn đề của đội tuyển Ấn Độ trong trận này. Ông đánh giá cao thể lực của các cầu thủ Singapore vì họ có thời gian nhiều hơn so với tuyển Ấn Độ để làm quen với điều kiện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đội hình của đội tuyển Ấn Độ thì thậm chí còn có hai cầu thủ sang Việt Nam muộn hơn phần lớn các cầu thủ khác và
đang có mặt trên băng ghế dự bị của trận này, đó là Sandesh Jingan và Chinlesana, những cầu thủ gặp những trục trặc về mặt visa và chỉ lên đường vào ngày 22 tháng 9, tức là 2 ngày trước khi trận đấu này diễn ra. Vẫn là những pha tấn công trung lộ của các cầu thủ Ấn Độ. Ali. Thapa. Đá phạt cho Singapore. Trong danh sách các cầu thủ Ấn Độ tham dự giải bóng đá giao hữu tại thành phố Hồ Chí Minh thì không có sự góp mặt của hai trụ cột là Pritham Kotan và Subhashis Bose. Đó cũng là điều không quá khó để lý giải bởi huấn luyện viên Igor Stivak đang cố gắng trẻ hóa đội hình để tìm những nhân tố mới. Đường chuyền quá sâu. Đây là Ryan Seawood. Ngày hôm nay Ryan Seawood là người được huấn luyện viên Takayuki lựa chọn ở vị trí hậu vệ cánh phải thay thế cho Hafiz Noor, người đã thi đấu ở vị trí này ở trận đấu trước gặp đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Ở trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam thì Ryan Seawood lại thủ được vào sân từ vòng ghế dự bị. Halim Nazari đã xử lý bóng không tốt. Surin. Và chuyển hướng tấn công khá thoáng của các cầu thủ Ấn Độ. Misra. Các cầu thủ Ấn Độ đang có được thế trận tốt hơn so với những phút đầu tiên. Họ bắt đầu dâng cao đội hình hơn và gây sức ép ngược trở lại sau những phút đầu tiên để cho Singapore lấn lướt. Dù vậy thì chúng ta vẫn cần nhiều hơn thời gian để chứng kiến những pha phối hợp của đội bóng áo xanh. Họ vẫn chưa có được một cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của Singapore. Không có gì khó khăn đối với hàng phòng ngự của đội bóng áo đỏ. Narender. Narem. Và phạm lỗi của Halim. Anumathan bị phạm lỗi và một lần nữa trọng tài lại phải nhắc nhở với Kurunian. Kurunian là một trong những cầu thủ có chiều cao tốt nhất bên phía đội tuyển Ấn Độ. Có lẽ chỉ sau thủ thành Sanu, người có chiều cao lên 1m98. Người đang đứng trước bóng là Harish Harun. Trận đấu trước, Harish Harun là người mang băng đội trưởng của đội tuyển Singapore. Nhưng chính tình huống ngớ ngẩn ở cuối trận và giúp cho Khuất Văn Khang ghi bàn ở ngay trước vạch cầu môn khiến cho ngày hôm nay anh đã bị tước băng đội trưởng. Và chiếc băng đội trưởng đã thuộc về thủ thành Hasasani. Đường chuyền của Nazari rất nguy hiểm, cơ hội không được. Một tình huống khống chế bóng bằng mù không thực sự tốt của Isafadi. Nazari đã có một tình huống quan sát và chuyền bóng phải nói rằng rất tốt, thuận lợi ra phía sau hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ. Nhưng đáng tiếc là Isafadi đã không chế bóng không thành công. Chúng ta hãy cùng xem lại. Một pha bóng tấn công có thể nói là quen thuộc mà chúng ta đã thấy được rất nhiều từ các cầu thủ Singapore, đặc biệt là tại AFF Cup năm 2020. Sự có mặt của Ihsan Fandi sẽ mang tới những phương án tấn công tốt hơn cho các cầu thủ Singapore.
một tiền đạo có khả năng chớp thời cơ tốt nhất của bóng đá Singapore vào thời điểm này. Một phần ba thời gian thi đấu chính thức của hiệp một trận đấu đã trôi qua. Đội bóng có thứ hạng thấp hơn trên bảng xếp hạng của FIFA. Đội tuyển Singapore đang là những người kiểm soát bóng tốt hơn và triển khai những pha bóng tấn công mạnh lạc hơn. Naorem, pha dâng cao của hậu vệ cánh phải bên phía đội tuyển Ấn Độ. Naorem, và anh đã để mất bóng. Đây là Samat. Không được. Pha phối hợp không thành công giữa đội trưởng Sunil Chhetri và tiền vệ Thapa. Đây đều là những cầu thủ trụ cột có rất nhiều kinh nghiệm trong áo đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Sunil Chhetri với việc ra sân ở trận đấu ngày hôm nay đang có trận đấu thứ 130 cho đội tuyển Ấn Độ và số bàn thắng mà anh đang có được cho đội tuyển quốc gia là 84 bàn. Con số cực kỳ đáng ngưỡng mộ và chỉ xếp sau hai cầu thủ khác của bóng đá thế giới vẫn đang còn thi đấu, đó là Ronaldo và Messi. Cầu truyền của đội tuyển Ấn Độ vừa là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của đội tuyển quốc gia nước này, vừa là người có số lần ra sân nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia. Tình huống đưa bóng vào không thành công của Liston Colaco. Trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí của đội tuyển Ấn Độ là vị trí 104 thế giới. Còn của đội tuyển Singapore là vị trí 159 thế giới, chênh lệch nhau 55 bậc. Nhưng chúng ta đang được thấy điều ngược lại trên sân, khi mà đội tuyển Singapore có thứ hạng thấp hơn rất nhiều, lại đang là đội có được thế trận tốt hơn. Có lẽ cầu thủ Ấn Độ sẽ cần nhiều thời gian hơn để thích nghi với điều kiện tại Việt Nam. Singapore đang cho thấy một bộ mặt rất khác so với trận ra quân. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của Singapore giải đấu này, và họ cũng rất mong muốn có được một kết quả đẹp để tạo ra được sự lạc quan và tinh thần hưng phấn hơn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup năm 2020, nơi mà Singapore rơi vào một bảng đấu rất khó khăn đối với đội bóng này, với những đối thủ rất mạnh của Singapore, trong đó có đội tuyển Việt Nam của chúng ta được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi đầu bảng, và cùng với đó là Malaysia. Pha lên bóng nhanh của các thủ Ấn Độ. Purunian dứt điểm rất nguy hiểm, đó là pha cứu thua của thủ thành Hassan Sani. Một tình huống tấn công lợi hại của đội tuyển Ấn Độ và pha kết thúc là của Liston Colaco. Đó là pha bóng đáng chú ý đầu tiên của đội tuyển Ấn Độ ở trong trận đấu này. Kể từ đầu trận thì cầu thủ áo xanh đã rất nhiều lần nỗ lực trong các tình huống tấn công trung lộ, tìm khoảng trống để dứt điểm. Và vừa rồi là một trong số những cơ hội hiếm hoi mà đội tuyển Ấn Độ đã có được với những phương án tấn công như vậy. Thapa sẽ là người thực hiện quả phạt góc cho đội tuyển Ấn Độ. Nguy hiểm. Trọng tài đã thổi phạt với trung vệ Narendra. Đây là Narendra, người đã có pha phạm lỗi trong vòng cấm với thủ thành Hassan Sani của đội tuyển Singapore. Xét về tinh thần và tâm lý thi đấu thì các thủ Ấn Độ có một tinh thần rất thoải mái ở giải đấu này, bởi vì họ không cần phải giấu bài trước các đối thủ của mình. Trong khi cả đội tuyển Singapore và đội tuyển Việt Nam đều cần phải có những sự giấu bài nhất định để tránh đối thủ quan sát được quá nhiều khả năng và thực lực của mình trước khi chúng ta gặp lại đội tuyển Singapore tại AFF Cup năm nay, giải đấu quan trọng nhất trong năm của đội tuyển quốc gia. Hai cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ đã đứng dưới hàng phòng ngự của đối phương trong tình huống tấn công vừa rồi. Okay.
Thapa là người thực hiện đường truyền. Và thậm chí ở góc quay vừa rồi thì có tới 3 cầu thủ Ấn Độ đứng dưới hậu vệ cuối cùng của Singapore. Chúng ta đang thấy được một sự cân bằng nhất định ở trên sân. Một trận đấu cân bằng hơn hẳn so với trận đấu mở màn của giải đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore. Singapore đã chơi tốt hơn so với trận đấu đầu tiên. Họ có đội hình mạnh hơn với sự góp mặt của hai anh em nhà Fandi, trung vệ Ihsan Fandi và tiền đạo Ihsan Fandi. Trong khi đội tuyển Ấn Độ chưa cho thấy được quá nhiều sự ấn tượng với trận đấu đầu tiên của mình ở giải đấu này. Hàng phòng ngự của đội tuyển Singapore với sự có mặt của trung vệ Ihsan Fandi, người anh cả trong gia đình Fandi Ahmad, đã cho thấy được sự chắc chắn hơn so với những gì mà họ thể hiện ở trận đấu đầu tiên. Tất nhiên khoảng thời gian của trận đấu này vẫn còn rất dài và vẫn cần sự tập trung của các cầu thủ Singapore trước đối thủ đánh giá cao hơn. À, phối hợp không chính xác. Nazari là cầu thủ đã không thể đỡ được bóng trong đường truyền vừa rồi của đồng đội. Naurem. Trước khi tham dự giải đấu giao hữu Quốc Hưng Thịnh tại thành phố Hồ Chí Minh thì đội tuyển Ấn Độ có thành tích tốt ở vòng loại của Asian Cup. Họ đã toàn thắng cả 3 trận ở vòng loại. Đó là những chiến thắng trước Campuchia với tỷ số 2-0, Afghanistan với tỷ số 2-1 và Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 4-0. Trong cả 3 trận đấu này thì tiền đạo đội trưởng 38 tuổi Sunil Chhatri đều đã ghi bàn. Anh vẫn đang cho thấy được phong độ rất ổn định và tiếp tục là người thủ lĩnh vừa về mặt chuyên môn cũng như vừa về mặt tinh thần của đội tuyển Ấn Độ. Qua người không thành công của Colaco. Colaco đã bị đau sau pha va chạm với cầu thủ phòng ngự của Singapore. Đây là nhóm ít những cổ động viên của Ấn Độ đang trực tiếp có mặt ở sân vận động Thống Nhất thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Igor Stimac. Chúng ta đang được xem lại tình huống mà tiền vệ của đội tuyển Singapore Sahiran đã có pha vào bóng đầy quyết liệt với tiền đạo Colaco. Hơn một nửa thời gian hiệp 1 của trận đấu đã trôi qua và tỷ số trên sân Thống Nhất đang là 0-0. Thực sự thì với những gì mà đội tuyển Ấn Độ đã thể hiện đến thời điểm này của trận đấu thì chúng ta có những tín hiệu, có cơ sở để lạc quan về so tài giữa đội tuyển Việt Nam của chúng ta và đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Trận đấu cũng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ và cũng sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5 và VTV6. Và như thường lệ các trận đấu ở giải đấu này có đội tuyển Việt Nam trước khi bóng lăn, 45 phút là chương trình bình luận trước trận đấu. Đường chuyền lên của Ihsan Fandi. Cơ hội phản công dành cho đội tuyển Singapore. Fandi hơi chậm một chút. Bóng bổng. Cơ vào. Phản xạ tuyệt vời của thủ thành Sanu. Một bảng miếng phòng tấn công quen thuộc của đội tuyển Singapore. Những quả tạt bóng bổng từ hai bên cánh và tìm tới cái đầu của Ihsan Fandi. Đây đang là cây sân bàn chủ lực của đội tuyển quốc gia Singapore và câu lạc bộ Pathum United của Thái Lan. Đó chính là những gì mà đội tuyển Singapore cần phải thể hiện. Người hâm mộ đội bóng này mong muốn thấy một màn trình diễn có nét và
có những tình huống tấn công sở trường mang tới sự đe dọa cho hàng phòng ngự đối phương. Và một tình huống tấn công sở trường như vậy chúng ta vừa theo dõi với sự xuất hiện rất đúng lúc đúng chỗ của tiền đạo mang số 9 Ihsan Fandi, người luôn được đánh giá rất cao về khả năng săn bàn. Sahiran, sự chắc chắn của thủ thành Sandhu đã cứu thua cho đội tuyển Ấn Độ trong tình huống vừa rồi. Pha phản công của Ấn Độ, phá dứt điểm ở góc hẹp và không gây ra bất ngờ với thủ thành Hassan Sandi. Thủ môn của hai đội đều đang có những tình huống phản xạ và xử lý tốt kể từ đầu trận. Hassan Sandi đã có hai tình huống thể hiện sự chắc chắn, và chỉ cách đây tầm khoảng một phút thôi chúng ta đã được thấy khả năng chơi chân của thủ thành cao tới 1m98, một trong những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm bậc nhất của đội tuyển Ấn Độ ở thời điểm hiện tại, thủ thành Sandhu. Đây là trận khoác áo thứ 55 của thủ thành Sandhu trong áo đội tuyển quốc gia Ấn Độ. Hai đội đều đang cố gắng thực hiện những tình huống tấn công với tốc độ cao và những pha xử lý bất ngờ đối với hàng phòng ngự của đối phương. Pereira đột phá, pha phối hợp không thành công giữa Pereira và Nazari. Nazari chưa thực sự hiểu ý người đồng đội của mình trong tình huống vừa rồi. Misra. Đội tuyển Ấn Độ đang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Cầu thủ cao nhất trên hàng tấn công đó chính là đội trưởng Sunil Chhetri. Thấp nhất trong số 5 tiền vệ đó là chuyên gia đánh chặn Thu Nao Giang. Người thực hiện quả đá phạt cho đội tuyển Ấn Độ đó là Thapa. Rất nhanh, Golako sẽ có phạt góc dành cho cao thủ Ấn Độ. Một tình huống phối hợp đá phạt rất nhanh của Thapa và Golako. Rất may là hàng phòng ngự của đội tuyển Singapore vẫn đang thi đấu rất tập trung. Thapa, tiền vệ trung tâm mang áo số 7 của đội tuyển Ấn Độ, chỉ có chiều cao 1m69 thôi, nhưng lại là một trong những cầu thủ gần như là chiếm chắc suất trong đội xuất phát của huấn luyện viên Simak. Nguy hiểm! Lại là một quả phạt góc. Lần này người đã giải nguy cho khung thành của thủ môn Hassan Sani đó là Nazari. Nazari đã chọn vị trí rất tốt và đã đánh đầu phá bóng khi mà thủ môn Hassan Sani đã đứng chỗ chân. Vừa rồi chính là cơ hội nguy hiểm nhất mà đội tuyển Ấn Độ đã tạo ra cho đến thời điểm này của trận đấu. Phút thứ 30. Tiếp tục là một cơ hội nguy hiểm nữa. Những pha bóng bổng cũng đang mang tới những tình huống tấn công hiệu quả cho đội tuyển Ấn Độ. Và Park Hang-seo cũng đã nắm được những yếu tố này trước khi chúng ta gặp đội tuyển Ấn Độ sau 3 ngày nữa vào ngày 27 tháng 9. Vừa rồi lại có thêm một cơ hội rất thuận lợi nữa để cho cầu thủ Ấn Độ có thể có được bàn mở tỷ số.
nhưng rất tiếc là ở cự ly dứt điểm có lẽ là chỉ vào tầm khoảng chưa đến 3 mét, Narender đã sút không trúng bóng. Efafadi, Pereira, pha xử lý khá tự tin là của Samat, vẫn là cầu thủ Ấn Độ, Kurunian. Pha cài người không thành công của Sunil Chhetri. Thapa, Naorem, tiếp tục là Naorem. Có lẽ sẽ có phạt góc. Naorem tìm cách vượt qua Josu Pereira nhưng đã bị bắt bài. Lại thêm một cơ hội bóng bổng nữa dành cho đội tuyển Ấn Độ. Sau khoảng 15 phút đầu tiên với thế trận tốt hơn thuộc về đội tuyển Singapore thì bây giờ thế trận đã bắt đầu đổi chiều. Polako, đội tuyển Ấn Độ đã tỏ ra thích nghi tốt hơn trong trận đấu đầu tiên của mình tại Việt Nam. Và bây giờ thì họ đang có được một thế trận tương đối ấn tượng và những cơ hội ngày càng nguy hiểm hơn. Pha xử lý không thành công của Naorem. Không phải, đó là Kurunian. Đó là một pha bóng mà trung vệ Harik Sarun đã cho thấy được sự già dơ của mình khi đã đọc được ý đồ qua người của đối phương. Kurunian làm động tác ra để tìm khoảng trống dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng cuối cùng thì anh đã không thể vượt qua được óc phán đoán của Harik Sarun. Những phút giây đầy vất vả của hệ thống phòng ngự bên phía đội tuyển Singapore và họ cũng đã có phần may mắn khi thoát được một bàn thua. Một tình huống mà Nazari đã chọn đúng vị trí nhưng ngay cả anh cũng tỏ ra giật mình trước cú đánh đầu rất nhanh. Một tình huống phối hợp rất nhanh và nguy hiểm của các cầu thủ Ấn Độ. Đây là khoảng thời gian thực sự thử thách với hàng phòng ngự của đội tuyển Singapore. Họ cần phải biết cách đứng vững trước khi tạo ra những tình huống phản công dành cho mũi nhọn Ihsan Fandi. Pha xử lý đầy tự tin của Ihsan Fandi. Josu Pereira. Đó là pha khống chế bóng không tốt của Sahiran. Ihsan Fandi là người đã phá bóng trước mũi giày của Kurunian. Tiền vệ cánh phải có chiều cao lên tới 1m79 của đội tuyển Ấn Độ đang là người được các đồng đội chuyền bóng cho khá nhiều. Naorem để mất bóng. Đường truyền của Anumathan. Van Siwut không được. Hướng triển khai tấn công là rất hợp lý nhưng đường truyền của Anumathan lại sửa lưng Ryan Siwut. Misra. Đây là Ali. Ali và Narender là bộ đôi trung vệ của đội tuyển Ấn Độ. Đây là những cầu thủ không có chiều cao quá tốt cho khả năng chống bóng bổng. Được chuyền hỏng của Narender. Anumathan. Trung vệ Ihsan Fandi đã dâng lên rất cao. Quyền ném biên thuộc về đội tuyển Singapore. Còn khoảng 10 phút nữa thôi, thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 sẽ khép lại. Và đến lúc này, tỷ số vẫn đang là không đều. Một tỷ số chắc chắn là mang lại sự nối tiếc cho cả hai đội vì cả đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore đều đã có những cơ hội rất nguy hiểm để ghi bàn.
Anumathan rất khéo. Nazari. Hisafadi. Anumathan sẽ có quả đá phạt dành cho đội tuyển Singapore. Một quả đá phạt trực tiếp với một cự ly và góc sút rất lý tưởng để có thể giúp cho đội tuyển Singapore có thể vừa lên dẫn bàn. Pha phản lối từ phía sau của Kurunian. Một cơ hội rất tốt dành cho các cầu thủ Singapore trong trận đấu này. Cự ly của quả đá phạt có lẽ chỉ vào tầm khoảng 20 đến 22 mét thôi. Về phía khung thành của thủ môn Sanu. Một cự ly quá lý tưởng cho những cầu thủ có khả năng sút phạt hàng rào tốt. Một cự ly mà cả cầu thủ thuận chân trái hay chân phải đều có thể thực hiện được những cú sút. Chúng ta sẽ cùng xem với chiều cao và với sải tay rất tốt của mình, thủ thành Sanu có chiều cao 1m98 sẽ thể hiện mình như thế nào trong quả đá phạt này của Isafadi. Tiền đạo số 9 của đội tuyển Singapore đang tỏ ra rất tập trung cho tình huống đá phạt này. Ta thấy cách lấy đà khá giống với siêu sao người Bồ Đào Nha, Ronaldo. Rất nguy hiểm và tỷ số là 1-0. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển Singapore. Đó là một bàn thắng may mắn. Cú sút đã chạm chân một cầu thủ ở góc phổi hướng và khiến cho thủ thành Sanu dù đã kịp phản xạ chặn lấy quả bóng nhưng vẫn không thể đấm bóng ra. Bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Singapore tại giải đấu lần này và nó được ghi vào lưới của đội bóng được đánh giá cao hơn khá nhiều trong trận đấu này, đội tuyển Ấn Độ. Và hy vọng rằng nó sẽ mang tới một tinh thần, một tâm lý thi đấu hưng phấn hơn dành cho các cầu thủ Singapore. Chúng ta vừa được xem lại góc quay chậm, bàn thắng khá may mắn từ quả đá phạt hàng rào của Isafadi. Bóng đá hơi chạm vào người của tiền vệ phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ, đó là Thu Đạo Sam đổi hướng. Bàn thắng được tính cho Isafadi. Đổi hướng đi rất khó, một quỹ đạo rất khó đối với thủ thành Sanu. Và mặc dù đã rất nỗ lực và chạm tay được vào bóng nhưng Sanu vẫn không thể ngăn cản bàn thua của đội tuyển Ấn Độ trong tình huống vừa rồi. Thời gian còn lại của hiệp một trận đấu không còn nhiều nhưng cơ hội để có bàn thắng là vẫn xuất hiện. Gurudian, cú đánh đầu phá bóng của Ifafadi. Nazari lại là đường phất bóng lên phía trên dành cho Isafadi. 2-2 không được. Isafadi tỏ ra thiếu quyết liệt trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi với trung vệ Narendra. Anumathan. Đúng là màn trình diễn rất khác đầy sinh khí của đội tuyển Singapore so với trận đấu đầu tiên mà họ đã để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 0-4. Một đội hình mạnh hơn, những phương án tấn công rõ ràng hơn, sắc nét hơn và khả năng phòng ngự cũng kín kẽ hơn so với trận đấu đầu tiên. Mặc dù bàn thắng mở tỷ số có phần may mắn nhưng nó cũng cho thấy những nỗ lực và sự đổi khác rất nhiều của đội tuyển Singapore ở trận đấu này so với trận đấu trước. Huấn luyện viên người Croatia ông Igor Sebak đang rất đăm chiêu. Chắc chắn một tỷ số hòa là điều mà đội tuyển Ấn Độ không hề mong muốn. Tuy nhiên hiện tại thậm chí là đội tuyển Ấn Độ của huấn luyện viên Igor Sebak còn đang bị dẫn bàn. Đây đang là những phút cuối cùng của hiệp 1 và vẫn còn hiệp 2 ở phía trước. Một bàn thì vẫn chưa có gì đảm bảo là chiến thắng sẽ thuộc về đội tuyển Singapore. Nhưng ít ra nó đã mang tới lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Takayuki ở trận đấu cuối cùng của mình tại giải bóng đá giao hữu quốc tế này. Ihsan Fandi. Các cầu thủ Singapore đang có tâm lý thi đấu rất tốt. Halim đang bị đau.
Halim đang bị đau và đồng đội của anh đã quyết định đá bóng ra bên ngoài sân để cho nhân viên y tế vào chăm sóc cho tiền vệ áo số 20 này. Một tình huống có lẽ là gầm giày của cầu thủ bên phía đội tuyển Ấn Độ đã tước nhẹ quả mắt cá chân của Halim và khiến cho anh đang bị đau ở trên sân. Những con số thống kê về những trận đối đầu của đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore kể cả chính thức và giao hữu khá cân bằng. Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 26 trận. Đội tuyển Ấn Độ giành chiến thắng 12 trận, 11 trận chiến thắng nghiêng về phía đội tuyển Singapore và 3 trận kết thúc với tỷ số hòa. Nếu Singapore ngày hôm nay giành được chiến thắng thì họ sẽ có một kết quả đối đầu tuyệt đối cân bằng với đội tuyển Ấn Độ. Nhưng tất nhiên thời gian của trận đấu này vẫn còn rất dài. Và đội tuyển Ấn Độ có lẽ họ sẽ có thể sẽ thể hiện một bộ mặt tích cực hơn trong hiệp thi đấu thứ hai. Thapa đã trả lại bóng cho Singapore. Những điểm mạnh của đội tuyển Singapore đã được bộc lộ nhiều hơn trong hiệp đấu đầu tiên của trận đấu này. Và chắc chắn qua màn trình diễn mà chúng ta đang theo dõi thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có thêm nhiều dữ kiện về đội bóng mà chúng ta sẽ gặp lại tại vòng bảng của AFF Cup năm 2022. Anumathan. Đường chuyền hỏng của Anumathan. Cơ hội cho các thủ Ấn Độ. Đối mặt thủ môn. Tỷ số là 1-1. Chớp thời cơ tuyệt vời từ một đường chuyền hỏng của tiền vệ số 6 bên phía đội tuyển Singapore. Và người đã ghi bàn cho đội tuyển Ấn Độ là Kurunian. Và chớp thời cơ rất nhanh. Một tình huống tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để ghi bàn. Đó là một tình huống rất khó để bỏ lỡ của Kurunian, một trong những cầu thủ có được nhiều cơ hội nhất, có được nhiều bóng nhất bên phía đội tuyển Ấn Độ trong hiệp 1, chứ không phải là tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri. Như vậy là chỉ trong vòng khoảng 7 phút vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến hai bàn thắng, một pha kiến tạo quá tuyệt vời của đội trưởng Sunil Chhetri. Có nhiều thời gian, nhiều sự lựa chọn về góc sút cho cú dứt điểm của Kurunian. Và tỷ số của trận đấu trong hiệp 1 đã được quân bình 1-1 cho đội tuyển Ấn Độ. Đây là bàn thắng thứ hai của Kurunian ghi được cho đội tuyển Ấn Độ. Ở lần thứ 26 anh khoác áo đội tuyển bóng đá này. Pha phối hợp đơn giản nhưng rất hiệu quả của các thủ Ấn Độ. Và điều quan trọng là họ đã tận dụng triệt để sai lầm của đối phương để ghi bàn. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của đội tuyển Ấn Độ tại giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì tinh thần của các cầu thủ Ấn Độ đã trở nên hưng phấn hơn sau bàn thắng vừa rồi. Kurunian. Pha khống chế không thành công của Ihsan Fandi. Misra. Vẫn là các cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ. Nỗ lực của Colaco.
Trọng tài xác định không có lỗi của Anumathan trong tình huống tranh cướp bóng vừa rồi. Và đây đã là những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức hiệp 1. Hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1 đều và đó là một tỷ số hợp lý. Thời gian đá vừa rồi hiệp 1 chỉ là 1 phút và rất nhiều khả năng hai đội sẽ rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1 đều. Khoảng nửa đầu của hiệp 1 thế trận nhỉnh hơn thuộc về phía đội tuyển Singapore. Còn nửa sau thuộc về phía đội tuyển Ấn Độ và tỷ số là 1 đều. Theo quan điểm của cá nhân tôi, đó là một tỷ số hoàn toàn hợp lý với những gì chúng ta được chứng kiến kể từ đầu trận. Như vậy là tiếng còi kết thúc hiệp 1 của trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã vang lên. Hai đội tuyển Singapore và Ấn Độ rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1 đều. Người đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Singapore sau một tình huống đá phạt hàng rào đầy may mắn, đó là Issa Fadi. Còn người đã gỡ hòa cho đội tuyển Ấn Độ sau một tình huống kiến tạo tuyệt vời của đội trưởng Sunil Chhatri, đó là tiền vệ Kurunian. Một tỷ số hoàn toàn hợp lý với những gì mà hai đội tuyển thể hiện trong hiệp 1. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi vào những sự bùng nổ tiếp theo tới từ hai đội tuyển Ấn Độ và Singapore trong hiệp đấu thứ hai sẽ diễn ra sau khoảng 15 phút nữa. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị đến với phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi. Những cơ hội bị bỏ lỡ và những bàn thắng trong hiệp thi đấu đầu tiên đã tạo ra một hiệp đấu hấp dẫn và chúng ta cùng chờ đợi sự hấp dẫn sẽ tiếp tục đến trong hiệp thi đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Khoảng nửa đầu của hiệp đấu đầu tiên là thời gian mà đội tuyển Singapore đã chơi tốt, kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép liên tục về phía thủ thành của đội tuyển. Nhưng khoảng thời gian sau đó, nửa hiệp đấu còn lại đội tuyển Ấn Độ đã thích nghi hơn, đã vào guồng hơn và đã chơi tốt hơn. Họ kiểm soát thế trận trở lại và đã tận dụng tốt những thời cơ mà mình có được để ghi được bàn thắng gỡ hòa. Thu Nao Giam. Và xử lý rất tự tin và khéo của Ifa Fandi. Rất nguy hiểm. Kurunian. Quá hơi. Một pha xử lý không chắc chắn của thủ thành đội trưởng Hassani. Nhưng rất may là các đồng đội của anh đã kịp sửa sai. Một pha phất bóng lên bị lỗi của Hassani và đã mở ra cơ hội tấn công ngay lập tức dành cho Kurunian. Trong hiệp 2 bên phía đội tuyển Singapore, huấn luyện viên Takayuki đã có một sự điều chỉnh để gia tăng thêm khả năng phòng ngự. Pereira ngày hôm nay đã hoạt động không tốt ở vị trí hậu vệ cánh trái và anh đã được cho ra nghỉ và tung vào sân, đó là hậu vệ màu số 5 Amirul Adli. Ở trận đấu trước thì Amirul Adli của đội tuyển Singapore cũng vào sân từ băng ghế dự bị, nhưng anh vào thay thế cho trung vệ Ryan Sanizan. Còn ngày hôm nay anh thay thế cho hậu vệ Joshua Pereira. Ifa Fadi rất tự tin. Một trung vệ nhưng luôn có những tình huống xử lý bóng đầy kỹ thuật. Lại là cú phá bóng lên của Ifa Fadi. Sự chắc chắn của đội tuyển Singapore đã trở nên lớn hơn rất nhiều với sự trở lại của Ifan Fandi. Và cùng với đó, người em của Ifan Fandi, Lexan Fandi cũng gia tăng thêm những phương án trên hàng công cho đội tuyển Singapore. Hàng phòng ngự của Singapore đã chơi tốt hơn rất nhiều và hàng công của họ với sự có mặt của Ihsan Fandi cũng đã chơi hiệu quả hơn, và bàn thắng của chính Ihsan Fandi trong hiệp đấu đầu tiên là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Và
tấn công bóng bổng của đội tuyển Ấn Độ cũng đã cho thấy được sự lợi hại trong hiệp thi đấu thứ nhất. Họ cũng đã chút nữa có được một bàn thắng từ một pha bóng bổng như vậy. Nếu không có sự xuất hiện rất đúng vị trí của Nasrul Nazari thì đội tuyển Singapore đã phải đón nhận thêm một bàn thua trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thapa là người đá phạt. Cơ hội rất nguy hiểm. Cú dứt điểm của Kurunian. Kurunian với bàn thắng trong hiệp 1, anh đã có được bàn thắng thứ hai của mình trong màu áo của đội tuyển quốc gia Ấn Độ, và vừa rồi chút nữa thì Kurunian đã có thể lập được cho mình một cú đúp trong trận đấu này. Kurunian chứ không phải là đội trưởng Sunil Chhatri mới đang là cầu thủ nguy hiểm nhất, nổi bật nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Ấn Độ. Anh là người ghi bàn gỡ hòa 1-1, đã có được thêm những cơ hội nguy hiểm, và cũng chính anh là người đã kiến tạo cơ hội cho đồng đội. Rất nguy hiểm. Một trận đấu đến thời điểm này có những pha phản xạ rất xuất sắc của thủ thành Hassani. Hassani đang làm rất tốt vai trò của mình trong trận đấu thứ 100, một cột mốc rất ý nghĩa của anh trong màu áo của đội tuyển quốc gia Singapore. Cú đánh đầu của cầu thủ có chiều cao không tốt nhưng luôn biết cách chọn vị trí rất thông minh. Chhatri, đội trưởng 38 tuổi của đội tuyển Ấn Độ. Rất tự tin, vẫn là pha xử lý của Irfan Fandi. Lỗi thuộc về hậu vệ số 2 Anwar Ali của đội tuyển Ấn Độ. Cầu thủ đang bị đau trên sân là Halim. Irfan Fandi, Haris Harun. Điểm chuyển quá mạnh, đồng đội đã không thể kiểm soát lực và gây ra khó khăn cho tình huống tăng tốc của Ren Stewart. Đó là pha xử lý của trung vệ Haris Harun. Nếu không có vấn đề về chấn thương hay phong độ sa sút thì bộ đôi trung vệ gần như là không thể thay thế của đội tuyển Singapore chính là bộ đôi đang có mặt trên sân vào lúc này. Đó là Haris Harun và Irfan Fandi. Điểm khác biệt của Irfan Fandi, người anh cả trong số ba anh em nhà Fandi, đó chính là ở sự da dơ và ở khả năng đọc tình huống tốt hơn so với Haris Harun. Nỗ lực tranh cướp bóng của Anumathan. Đường chuyền của Ali. Quá dễ dàng cho tình huống ngăn cản vừa rồi của Ryan Seawood. Vẫn là Ryan Seawood. Hậu vệ cánh phải đã bị phạm lỗi. Người phạm lỗi với anh cũng là một hậu vệ, đó là Misra. Nguy hiểm, thôi. Chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Singapore. Một tình huống mà hàng phòng ngự của đội tuyển Ấn Độ đã chơi không thực sự tập trung. Bóng vẫn trong sân. Đường chuyền của Colaco.
Gurunian. Tiền vệ mặc áo số 22 này đang là cầu thủ nguy hiểm nhất trên hàng tấn công của đội tuyển Ấn Độ. Lại là Ryan Seawood. Sẽ không ngạc nhiên nếu như đội tuyển Ấn Độ gia tăng sức ép trong hiệp thi đấu thứ hai. Họ vẫn là đội bóng sở hữu chất lượng đội hình tốt hơn và được đánh giá cao hơn về khả năng và cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này. Nếu tỷ số hòa được giữ nguyên cho tới khi trận đấu kết thúc, đội tuyển Việt Nam của chúng ta chỉ cần một kết quả hòa ở trận đấu cuối cùng của mình tại giải. Vào ngày 27 tháng 9 tới đây gặp đội tuyển Ấn Độ là sẽ lên ngôi vô địch. Một trận đấu mà khá nhiều những sức ép dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông vừa có tham vọng về việc sẽ cùng với đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch tại giải đấu, nhưng còn có một tham vọng lớn hơn, đó là tìm ra những nhân tố mới cho mục tiêu là đăng quang ngôi vô địch tại AFF Cup vào cuối năm nay sau khi đã thất bại tại giải đấu trước. Và hoàn toàn có khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tung đội hình mạnh vào sân trong trận đấu của đội tuyển Ấn Độ sau khi đã tung một đội hình với nhiều nhân tố mới vào sân ở trong trận đấu gặp đội tuyển Singapore. Nếu như đội tuyển Ấn Độ có thể giành chiến thắng trong trận này nhưng không phải là một chiến thắng quá đậm, thì đội tuyển Việt Nam cũng chỉ cần hòa ở trận đấu cuối cùng là sẽ giành chức vô địch. Đội tuyển Park Hang-seo vẫn đang có những tính toán để tạo ra được một bước đà chuẩn bị tốt cho AFF Cup năm 2022. Một giải đấu rất quan trọng, một giải đấu mà bóng đá Việt Nam đang muốn đòi lại vị trí số 1 của mình ở khu vực Đông Nam Á sau khi chúng ta đã không thể lọt vào tới trận chung kết của giải đấu năm 2020. Những cổ động viên hiếm hoi trên sân Thống Nhất của đội tuyển Ấn Độ. Và phản lỗi của Naorem. Đây là lần thứ hai trong trận đấu tiền vệ của đội tuyển Singapore Halim phải cần tới sự chăm sóc của các nhân viên y tế và như vậy là đã có ký hiệu xin thay người. Trong hiệp 1 thì anh đã bị gầm giày của cầu thủ Ấn Độ tước qua mắt cá chân, bị đau. Và lần này dù được sự chăm sóc của các nhân viên y tế nhưng Halim vẫn đang bước đi tập tễnh và sẽ có những sự điều chỉnh người tiếp theo trong hiệp 2 tới từ phía đội bóng áo đỏ. Trong danh sách dự bị của đội tuyển Singapore vẫn có những cầu thủ có khả năng thay thế vị trí của Halim. Trong số đó nổi bật có thể kể tới cầu thủ mặc áo số 10, đó là Taufik Suparno, hay là cầu thủ mặc áo số 15 Ho Wai Lun và thậm chí là cả Glenn Khoe nữa. Anumathan. Ryan Seawood không thể vượt qua được ba cầu thủ áo xanh. Trong bàn thua của đội tuyển Ấn Độ không thể trách cứ với thủ thành Sanu. Anh đã đoán đúng hướng sút của Isaac Fandi nhưng bóng đã chạm vào vai của người đồng đội, đó là Thu Nao Giam đổi hướng và khiến cho thủ thành Sanu phải bó tay. Dù anh đã kịp thời phản xạ để chạm được tay vào bóng. Hai sự thay đổi người liên tiếp từ phía đội tuyển Singapore.
Chúng ta hãy cùng xem lại quả đá phạt mang tới bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này của Isafandi. Đội tuyển Singapore có thêm hai sự thay đổi mới liên tiếp. Hai cầu thủ vào sân đó là số 10 Taufik Supato và số 22 Glenn Que, và hai người rời sân đó là số 13 Adam Swadi và số 20 Halim. Huấn luyện viên Nishigaya đã thay 3 người. Tiếp tục là những sự thử nghiệm của huấn luyện viên người Nhật Bản để giúp cho đội tuyển Singapore có thể hướng tới AFF Cup năm 2022 một cách tích cực. Năm nay cũng là một năm rất đặc biệt của bóng đá Đông Nam Á khi mà có tới 2 giải AFF Cup trong cùng một năm. AFF Cup năm 2020 đã kết thúc vào tháng 1 của năm 2022. Còn AFF Cup năm 2022 sẽ bắt đầu vào tháng 12 của năm 2022 này. Adli, Narendra, Naorem, đội tuyển Ấn Độ chỉ cần không để thua ở trong trận đấu này thì cơ hội là vẫn còn đối với thầy trò huấn luyện viên Igor Simak để cạnh tranh ngôi vô địch với đội tuyển Việt Nam của chúng ta trong trận đấu diễn ra vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Đó sẽ là trận đấu cuối cùng tại giải. Ali, Misra, không có được sự ăn ý giữa Misra và đội trưởng tiền đạo Sunil Chhatri. Anumathan, Misra. Đây là phút thứ 16 của hiệp 2. Chưa bên nào có thêm bàn thắng và tỷ số trên sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang là đội tuyển Ấn Độ 1 và đội tuyển Singapore 1. Trọng tài đã thổi phạt với Samat. Ryan Stewart, hậu vệ cánh của đội tuyển Singapore đang có dấu hiệu bị thấm mệt. Người ở ngoài sân và sẵn sàng để thay thế cho vị trí của Ryan Stewart đó chính là Hafiz Noor. Cơ hội, không dứt điểm ngay. Đã có cơ hội để dứt điểm ở góc hẹp nhưng Isafandi quyết định thực hiện động tác giả và sau đó chuyền bóng cho đồng đội của mình ở tuyến hai băng lên dứt điểm, nhưng đã không thể tạo ra được một pha bóng nguy hiểm dành cho đội tuyển Singapore. Thapa chuyển hướng tấn công rất thoáng cho Samat. Đội trưởng Chhatri đang di chuyển, cơ hội đi bóng vào trung lộ và thực hiện cú dứt điểm. Đó là một quyết định táo bạo và rất hợp lý, nhưng đáng tiếc là cú sút vừa rồi của Samat không vượt qua được các cầu thủ Singapore. Vẫn là Samat. Bây giờ sẽ là quả đá phạt dành cho đội tuyển Ấn Độ. Một cú đá phạt gần giống với quả đá phạt mà tiền đạo Isafandi đã mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Singapore ở trong hiệp 1. Chỉ trong vòng khoảng chưa đầy 2 phút, tiền vệ Samat đã có liên tiếp 3 tình huống cầm bóng và tấn công rất đáng chú ý bên phía đội tuyển Ấn Độ, và anh đã giúp cho đội bóng áo xanh có được một quả đá phạt cực kỳ thuận lợi, quả đá phạt trực tiếp, thậm chí là góc sút còn tốt hơn một chút so với quả đá phạt trước đó của Isafandi bên phía đội tuyển Singapore. Sau khi Adam Swadi bị đau, bây giờ tới lượt một tiền vệ nữa của đội tuyển Singapore đang phải ngồi trên sân.
đó là tiền vệ trung tâm Sahiran. Ngày hôm nay Sahiran thi đấu không nổi bật. Anh đã không cùng với các đồng đội tạo ra được khả năng kiểm soát bóng tốt ở tuyến giữa cũng như là phát động những pha tấn công cho các tiền đạo của mình. Colaco đang là người đứng trước quả đá phạt với vị trí thuận lợi cho đội tuyển Ấn Độ. Một tình huống đá phạt khiến chúng ta liên tưởng lại bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên của Ihsan Fandi cho đội tuyển Singapore. Nếu như Sahiran không thể tiếp tục thi đấu thì vẫn có những đồng đội để sẵn sàng vào thế trước của anh, trong đó còn những cái tên như là Hogailun hay là Sahin Suhaimi. Chúng ta cùng xem quả đá phạt này sẽ được thực hiện như thế nào bởi Colaco. Phối hợp đá phạt không thành công. Một tình huống phối hợp đá phạt khá đơn giản của các cầu thủ Ấn Độ. Đáng tiếc cho pha phối hợp đá phạt vừa rồi của Colaco và Naurem. Tình huống phối hợp đá phạt vừa rồi đủ để cho chúng ta thấy là trong đội hình hiện tại của đội tuyển Ấn Độ không có những cầu thủ có khả năng sút phạt hàng rào tốt. Trong một trận đấu thì không có nhiều cơ hội để có được những quả đá phạt với cự ly và góc sút lý tưởng như vừa rồi. Nhưng thay vì một tình huống đá thẳng, Colaco lại thực hiện một pha phối hợp đá phạt phải nói rằng là không hợp lý, không bất ngờ với đồng đội của mình. Và cơ hội để có được bàn thắng vươn lên dẫn trước đầu tiên ở trong trận đấu này của đội tuyển Ấn Độ đã bị trôi qua. Đường truyền là của Thapa. Hầu hết các cầu thủ tấn công của đội tuyển Ấn Độ đều không có chiều cao vượt quá 1m8. Và đó là một tin vui với hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam với rất nhiều những cầu thủ cao trên 1m8. Chúng ta đang sở hữu những trung vệ rất cao to. Chúng ta có Quế Ngọc Hải, có Đỗ Duy Mạnh, có Thành Trung, có Thanh Bình. Trong số các trung vệ của đội tuyển Việt Nam có lẽ chỉ có Đình Trọng là có chiều cao khiêm tốn nhất. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là một cầu thủ trung vệ của chúng ta có chiều cao rất ấn tượng. Với thủ thành Đặng Văn Lâm thì những pha bóng bổng có lẽ cũng không phải là vấn đề quá lớn với đội tuyển Việt Nam vào thời điểm này. Ấn Độ vẫn đang cố gắng gây sức ép. Trong khi đó thì hàng phòng ngự Singapore vẫn đang hoạt động ổn định với bộ đôi trung vệ đội trưởng Harris Harun và người anh cả trong gia đình Fandi. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Singapore. Ihsan Fandi đã bị phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Thu Nao Jam. Và đó cũng chính là pha va chạm giữa hai cầu thủ đã tạo nên bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Ihsan Fandi là người đá phạt và bóng đã chạm vào Thu Nao Jam đổi hướng, khiến cho thủ thành Sandu không thể cản phá bàn thua. Naurem là người rời sân bên phía đội tuyển Ấn Độ và Khabra là cầu thủ vào sân. Hai sự thay đổi người liên tiếp bên phía các cầu thủ Ấn Độ. Kurunian, người ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận này, cũng đã rời sân. Đây là bàn thắng gỡ hòa của Kurunian. Người vào sân là Kosam. Như vậy là Kosam và Khabra là hai cầu thủ vào sân. Kurunian.
Ôn Cham chính là một trong hai cầu thủ đã bị vấn đề về visa và chỉ có thể bắt đầu lên đường từ Ấn Độ sang Việt Nam vào ngày 22 tháng 9, muộn nhất trong tất cả các thành viên của Ấn Độ. Thêm một sự thay đổi nữa của đội tuyển Ấn Độ, hai ba cầu thủ liên tiếp. Samad là cầu thủ dưới sân và vào sân là Muhammad. Cả hai huấn luyện viên đều đã thực hiện 3 sự thay đổi trong khoảng thời gian của hiệp 2 trận đấu này. Huấn luyện viên Igor Stimac đang thực hiện những sự thử nghiệm để tạo ra một sự chuyển giao thế hệ cho đội tuyển Ấn Độ. Trong đội hình của đội tuyển Ấn Độ của huấn luyện viên Igor Stimac xuất phát ở trận này thì ngoài chân sút kỳ cựu Chetri 38 tuổi thì hầu hết các cầu thủ của đội tuyển Ấn Độ đều 25 tuổi trở xuống, đều là những cầu thủ chỉ còn trẻ và hầu hết chưa có nhiều kinh nghiệm qua đội tuyển quốc gia. Mishra. Kolako, Stewart, Hassan Sani, Muhammad. Pha chạm bóng của cầu thủ mới vào sân bên phía đội tuyển Ấn Độ. Trận đấu mà khá nhiều những cầu thủ của đội tuyển Singapore gặp vấn đề về thể lực. Rõ ràng chúng ta đang được thấy nếu so sánh về độ bền, về thể lực thì đội tuyển Ấn Độ ngày hôm nay đang tốt hơn rất nhiều so với đội tuyển Singapore. Khá nhiều những cầu thủ của đội tuyển Singapore đã phải nằm sân, trong đó có Adam Swadi, có Sahiran và bây giờ là trung vệ Irfan Fadi. Cú phá bóng rất mạnh lên phía trên của Sahiran. Narendra, Khabra. Sau khi vào sân thì Khabra sẽ đá chám lại vị trí để lại của hậu vệ cánh phải Naurem. Ali, đây là Mishra. Khoảng trống dành cho Mishra nhưng được chuyền thật lại quá vô duyên. Kolako di chuyển không bóng, không ai theo kèm, nhưng Mishra lại đừng thực hiện đường chuyền quá khó.
Mỗi đội đến thời điểm này đã sử dụng 3 quyền thay đổi người và trong những phút còn lại vẫn có thể sử dụng 3 cầu thủ nữa trong danh sách dự bị. Được chuyền của Sunin. Khoảng trống. Không dứt điểm ngay. Lại là một pha phối hợp không có được tiếng nói chung của cầu thủ áo xanh. Khoảng trống rất thích hợp cho một tình huống sút xa của Thapa, nhưng anh lại chuyền bóng về phía sau lưng đồng đội. Thapa chỉ có chiều cao 1m69, tức là còn thấp hơn so với tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri, người có chiều cao 1m70. Những cầu thủ tấn công khác của đội tuyển Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay đều không có chiều cao trên 1m8. Kualako cao 1m78, Kurunian người đã được cho ra nghỉ cao 1m79 và tiền vệ cánh trái cũng đã được cho ra nghỉ là Samat chỉ cao 1m77. Rõ ràng là hàng tấn công của đội tuyển Ấn Độ làm hàng tấn công không mang lại những thông số đáng lo ngại về khả năng bóng bầu. Misra, Kolako, dứt điểm. Pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm rất quyết đoán, lực cũng là rất căng. Cũng rất tiếc cho Kolako và đội tuyển Ấn Độ là bóng đi chệch qua khung thành của thủ môn Hassani. Đó là pha đi bóng vào trung lộ và dứt điểm đáng chú ý đầu tiên ở trong trận đấu này của đội tuyển Ấn Độ. Trong hiệp 1 thì Kolako cũng đã có cơ hội để dứt điểm ở trung lộ, nhưng đó là sau khi có được đường truyền của Kurunian. Lần này thì tiền vệ áo số 17 đã tự đi bóng solo vào trung lộ và tìm khoảng trống để dứt điểm. Vẫn chưa có bàn thắng thứ hai dành cho cầu thủ Ấn Độ. Kolako cầu thủ vừa thực hiện pha đi bóng vừa rồi là một tiền đạo khá vô duyên với đội tuyển quốc gia. Khi đây đã là trận thứ 13 anh khoác áo đội tuyển Ấn Độ nhưng vẫn chưa thể ghi được bàn thắng nào. Kolako vẫn đang rất muốn chứng tỏ khả năng của mình, rất muốn có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo của đội tuyển Ấn Độ. Đội tuyển Ấn Độ mang sang Việt Nam một đội hình trẻ trung. Theo thống kê trong danh sách các cầu thủ Ấn Độ có mặt tại Việt Nam để tham dự giải đấu giao hữu lần này thì có tới 17 cầu thủ mà số lần khoác áo đội tuyển quốc gia chưa đến 20 lần. Trong đó có 12 cầu thủ dưới 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và thậm chí còn có 3 người chưa được khoác áo đội tuyển quốc gia một lần nào trước khi giải đấu này diễn ra. Hai sự thay đổi người tiếp theo bên phía đội tuyển Ấn Độ trong trận đấu này. Đó là Pandita và Kumar, những cầu thủ vào sân thứ tư và thứ năm của đội tuyển Ấn Độ. Kolako là một trong những người đã rời sân và anh tiếp tục chưa thể có được bàn thắng trong màu áo của đội tuyển Ấn Độ. Như vậy là tiền đạo đội trưởng Sunil Chhetri cũng đã phải rời sân sau khi đã ghi bàn trong 3 trận đấu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup cho đội tuyển Ấn Độ ngày hôm nay. Tiền đạo Sunil Chhetri đã không thể lên tiếng nhưng anh kịp để lại dấu ấn trước khi rời sân với pha kiến tạo cho Kurunian lập công gỡ hòa 1-1. Kumar thế chỗ cho Kolako, còn Pandita là người thế chỗ cho Chhetri. Trận đấu giữa đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore còn hơn 10 phút nữa. Tỷ số lúc này vẫn đang là 1-1. Cả hai đội đều đang nỗ lực để tìm kiếm chiến thắng trong trận đấu này. Với Singapore, họ cố gắng có một kết quả tích cực để chia tay giải đấu. Còn với Ấn Độ thì họ đang muốn có được một sự khởi đầu thuận lợi trước khi gặp đội tuyển Việt Nam ở trận đấu cuối cùng của giải vào ngày 27 tháng 9. Supakno.
Dịch chuyển của Sahiran, bóng không tới được vị trí của cầu thủ áo đỏ nào ở trong vòng cấm, và cơ hội phản công cho đội tuyển Ấn Độ rất nguy hiểm. Đường chuyền quá non, một cơ hội để phản công nguy hiểm dành cho đội tuyển Ấn Độ, nhưng đường chuyền đã không thể tới được vị trí của Kumar, cầu thủ vừa vào sân để thế chỗ cho Colaco. Pandita, Pandita đang theo sát trung vệ Harris Harun. Đây đang là quãng thời gian mà đội bóng nào có được thêm bàn thắng sẽ có rất nhiều cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc. Misra, Kumam, trọng tài đã thổi phạt với Ryan Stewart. Rất may là điểm phạm lỗi ngoài khu vực 16m50. Đó là một tác động không phải là bằng vai của Ryan Stewart, và trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã hoàn toàn chính xác khi thổi phạt với hậu vệ cánh phải của đội tuyển Singapore. Đây là một quả đá phạt với góc sút thực sự lý tưởng, với một trong hai giải pháp đó là chuyền bóng bổng hoặc thực hiện một đường chuyền bóng vào trung lộ cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Rất khó để có thể sút thẳng và ghi bàn ở góc sút như thế này. Thủ môn Hassani ngày hôm nay đã có những pha phản xạ xuất thần để cứu thua cho cầu thủ Singapore không chỉ là một lần. Đứng trung vòng lúc này đang là Thapa và Muhammad. Những quả đá phạt trực tiếp của các cầu thủ Ấn Độ lúc này được dàn xếp không có được độ nguy hiểm cao. Họ thường bị hàng phòng ngự của Singapore hóa giải tương đối dễ dàng. Ấn Độ vẫn tỏ ra nguy hiểm hơn trong những tình huống bóng sống. Misra, pha chạm bóng rất thiếu cảm giác của Misra, hậu vệ cánh trái bên phía đội tuyển Ấn Độ. Với những gì mà đội tuyển Ấn Độ đang thể hiện cho đến thời điểm này của trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có thể tự tin vào việc sẽ có thể tung ra một đội hình để chơi pressing trước đối thủ ở trận đấu cuối cùng tại giải vào ngày 27 tháng 9 tới đây. Bóng vẫn trong sân, nỗ lực của Issa Fadi. Vẫn là Issa Fadi. Cầu thủ Ấn Độ đã lùi về rất nhanh. Không hề có lỗi của cầu thủ Ấn Độ, và cơ hội phản công dành cho đội bóng áo xanh. Tiếng còi đã vang lên. Người đã bị thổi phạt việt vị đó là Pandita, tiền đạo mang áo số 9 vào sân thế chỗ cho đội trưởng Sunil Chhetri. Đó thực sự là một tình huống phản công rất nguy hiểm của đội bóng áo xanh, và đúng là đã có lỗi việt vị. Đường chuyền chậm mất nửa nhịp của đồng đội đã khiến cho Pandita rơi vào thế việt vị, và người đã có pha xử lý hơi chậm đó chính là tiền vệ phòng ngự Thu Nao Sam. Thu Nao Sam cũng chính là người chạm bóng khiến bóng đi đổi hướng sau quả đá phạt của Ihsan Fandi ở hiệp 1, và khiến cho đội tuyển Ấn Độ phải bị thủng lưới bàn đầu tiên. Đúng là với những gì hai đội đã và đang thể hiện trong trận này thì đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra được một thế trận lấn lướt và một kết quả tốt trước đội tuyển Ấn Độ ở lượt trận cuối cùng, trận đấu cuối cùng tại giải đấu này. Line.
lộn xộn trước khung thành của đội tuyển Ấn Độ. Tình huống phạm lỗi của số 10 Supano. Trước đó, hầu hết những cầu thủ tấn công của đội tuyển Singapore đều cho rằng là bóng chạm tay một cầu thủ Ấn Độ trong vòng cấm. Nhưng trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã nói không với penalty. Phút thứ 84 của trận đấu và kịch bản về một trận hòa giữa hai đội đang hiện trước mắt. Đây là một tỷ số rất có lợi cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Bởi nếu tỷ số hòa được giữ nguyên thì như chúng tôi đã đề cập, trận đấu cuối cùng của giải đấu diễn ra vào ngày 27 tháng 9, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ. Chỉ cần một kết quả hòa thôi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên ngôi vô địch tại giải giao hữu quốc tế Cúp Hưng Thịnh năm 2022 này. Thêm một quả ném biên nữa dành cho đội tuyển Ấn Độ. Đây là Pravin, người vào sân thay thế cho Kurunian, tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Ấn Độ trong trận đấu ngày hôm nay. Đây là khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu khi mà thể lực của hai bên đã bị bào mòn. Hai đội không còn có thể chơi nhanh trong khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu này. Và có lẽ tỷ số 1-1 nhiều khả năng sẽ là tỷ số cuối cùng. Pravin đã phạm lỗi. Anh là người đã có lợi thế trong tình huống tranh cướp bóng với Nazari, nhưng sau đó xử lý không tốt và đã phải phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 4 của đội tuyển Singapore. Thêm một tình huống phất bóng lên phía trên không tốt nữa của đội trưởng thủ thành Hassan Sani. Kumam rất kỹ thuật, vẫn là cầu thủ Ấn Độ Mohammad. Nguy hiểm, một tình huống nhấc chân phải nói rằng có cảm giác cực tốt của Thapa. Quá tiếc cho pha dứt điểm của Pandita. Chúng ta hãy cùng xem lại cú nhấc chân đầy cảm giác của Thapa. Nhấc chân đã đánh lừa được hậu vệ của đội tuyển Singapore, nhưng pha xử lý của Pandita thì vừa tệ lại không có được lực tốt nữa. Đây mới là trận đấu thứ 5 trong màu áo đội tuyển quốc gia Ấn Độ của Pandita, cầu thủ sinh năm 1998. Trong 4 trận trước thì Pandita đã có được 1 pha lập công. Huấn luyện viên Igor Stimac vẫn đang nỗ lực trẻ hóa đội tuyển Ấn Độ, nhưng rõ ràng chất lượng của các cầu thủ trẻ của đội tuyển Ấn Độ vẫn còn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hassan Sani đã có một trận đấu chơi chắc chắn, thậm chí đã có những pha cứu thua cho đội tuyển Singapore. Nhưng đây là trận đấu mà khả năng chơi chân của Hassan Sani có vấn đề. Có rất nhiều những tình huống truyền bóng lên của Hassan Sani không đúng địa chỉ và không ít đã đến với vị trí của các cầu thủ đối phương. Stewart. Bóng đã đi ra hết đường biên rộng. Nỗ lực không thành công của Misra. Singapore có sự thay đổi người thứ tư trong trận đấu này. Stewart là cầu thủ rời sân để nhường chỗ cho Hafiz Noor. Stewart đã có dấu hiệu bị xuống sức từ lâu và bây giờ
thì anh cũng chưa ra nghỉ. Một sự thay đổi bên phía hành lang cánh phải của đội tuyển Singapore. Không có pha phản lỗi của số 15 bên phía đội tuyển Ấn Độ Kumar. Vẫn là cầu thủ Singapore. Nguy hiểm. Pha tấn công bóng bổng quen thuộc của đội tuyển Singapore với điểm đến vẫn là Ihsan Fandi. Trận đấu bước sang phút thi đấu chính thức cuối cùng. Đây đang là thời điểm cuối của trận đấu. Không có gì ngạc nhiên khi mà các cầu thủ hai đội đều đã có những dấu hiệu bị xuống sức và bị trổ rút. Ihsan Fandi vẫn chưa thể đi lại bình thường sau khi nỗ lực trong tình huống bóng bổng vừa rồi. Khi thể lực đã bị suy giảm thì những tình huống bật cao đánh đầu, thậm chí là những tình huống giơ chân cao để khống chế bóng cũng rất dễ khiến cho cầu thủ bị trổ rút. Chúng ta thấy là Ihsan Fandi vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Một quả đá phạt mang lại cơ hội bóng bổng rất rõ rệt dành cho đội tuyển Singapore. Ihsan Fandi cũng đã có mặt trong vòng cấm. Bóng chạm đầu của Ihsan Fandi. Nhưng tiếng còi đã cất lên. Lỗi thuộc về phía đội tuyển Singapore. Bây giờ thì tới lượt người Anh. Ihsan Fandi đang bị đau. Cũng lại là một tình huống bật cao để đánh đầu. Papa là cầu thủ rời sân để nhường chỗ cho Trang Tê. Sự thay đổi người thứ 6 của các cầu thủ đội tuyển Ấn Độ trong trận này. Và hiệp 2 của trận đấu được bù giờ 3 phút. Chỉ trong ít phút thôi thì hai người bóng nhà Fandi, tiền đạo Ihsan Fandi và trung vệ Ihsan Fandi đều bị trượt rút với cùng một kịch bản sau những nỗ lực bóng bổng. Một trận đấu mà sự bền bỉ về thể lực của cầu thủ Ấn Độ đã thực sự làm vất vả những cầu thủ đang có mặt trên sân bên phía đội bóng áo đỏ. Được chuyền của Khabra. Cơ hội dành cho đội tuyển Ấn Độ. Pha xử lý hơi vội của Yasser Mohammad. Lại là Khabra. Thu đao giam. Pravin. Pha lấy bóng là của Glenn Que, một trong bốn cầu thủ vào sân thay người ở trận đấu này của đội tuyển Singapore. Thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn hơn một phút nữa thôi. Lại là Khabra. Pravin rất nhanh. Đường chuyền của Mohammad cho Misra. Kumam đã không thể hãm bóng tốt trong tình huống vừa rồi và để bóng bật ra quá xa. Những nỗ lực cuối cùng của đội tuyển Ấn Độ để tìm kiếm một chiến thắng trong trận đấu mở màn của họ tại giải giao hữu Cúp Hưng Thịnh trước khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu khép lại giải đấu này. Singapore thay hai người liên tiếp. Đó cũng là những sự thay đổi người thứ 5 và thứ 6 của đội tuyển Singapore trong trận đấu này. Các cầu thủ vào sân là Siad Firdaus và Ryan Sanizan. Ihsan Fandi đã rời sân. Và cùng với đó là Ihsan Fandi. Cả hai anh em nhà Fandi đều rời sân cùng một lúc. Player number 9, Ihsan Fandi, replaced by player number 2, Syed Firdaus. The player number 17, Ihsan Fandi,
Giây đá bóng giờ cuối cùng của hiệp 2. Có lẽ trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1. Trong hiệp 2 này thì việc không có được thêm bàn thắng là điều rất đáng tiếc đối với đội tuyển Ấn Độ, khi mà đội bóng này đã có được thế trận tốt hơn so với hiệp đấu đầu tiên, đã có được thêm những cơ hội nguy hiểm nhưng lại không thể chiến thắng được thủ thành Hassani. Và tỷ số hòa sẽ buộc đội tuyển Ấn Độ phải giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam của chúng ta ở trận đấu cuối cùng tại giải vào ngày 27 tháng 9 tới đây thì mới có cơ hội để lên ngôi vô địch. Đây đã là phút đá bù giờ thứ 4. Được chuyển về của Taufik Supakno. Như vậy là cuộc so tài giữa hai đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore trận đấu thứ hai tại giải bóng đá quốc tế Cup Hưng Thịnh 2020 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu đầy nỗ lực của đội tuyển Singapore. Singapore đã gặp phải một đối thủ thực sự là khó chịu, một đội bóng với nền tảng thể lực quá sung mãn. Hầu như không có cầu thủ nào của đội tuyển Ấn Độ bị chấn thương hay bị chuột rút, trong khi số lượng cầu thủ phải nằm sân, phải ngồi sân và bị chấn thương bên phía đội tuyển Singapore lên tới 4-5 người. Tỷ số hòa 1-1 mang lại quá nhiều cơ hội để đăng quang tại giải đấu này cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta, khi ở cuộc so tài với đội tuyển Ấn Độ vào ngày 27 tháng 9 tới đây, chúng ta chỉ cần kết quả hòa là sẽ lên ngôi vô địch. Nhưng chắc chắn là thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ muốn nhiều hơn thế. Chúng ta muốn bước lên ngôi vô địch với thành tích toàn thắng. Quý vị khán giả thân mến, buổi tường thuật của Đài Truyền Hình Việt Nam trận đấu giữa hai đội tuyển Ấn Độ và đội tuyển Singapore trận đấu thứ hai tại giải giao hữu quốc tế Cup Hưng Thịnh năm 2022 xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi, và sau đây là phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.